3 tuần trước, khi nghe thông tin về sự nguy hiểm của dịch tả lợn châu Phi, ông Trần Quang Trung ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã lập tức tăng cường các biện pháp an toàn cho trang trại 8.000 con lợn thịt của mình. Một mặt giảm đàn 50%, mặt khác ông Trung cho tăng tần suất phun xịt khử trùng chuồng trại lên gấp đôi. Tự cứu lấy mình rồi, phải nâng cao cái vấn đề cái việc mà an toàn sinh học. Điều nhất đề thứ hai nữa là vấn đề vệ sinh chuồng trại cách sạch sẽ. Dịch tả lợn châu Phi hiện nay chưa có vaccine để điều trị. Nếu dịch bùng phát thì tỷ lệ tử vong trên đàn lợn là 100%. Mặc dù dịch chưa ghi nhận tại Việt Nam, nhưng nguy cơ xâm nhiễm vào nước ta là rất cao, đặc biệt là từ Trung Quốc. Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, thường xuyên tiêu độc khử trùng chuồng trại, các phương tiện vận chuyển là điều được đặt ra đầu tiên để phòng chống dịch tả lợn. Thế nhưng, nhiều hộ chăn nuôi vẫn còn xem nhẹ, phần vì chủ quan, phần do thiếu kinh phí, điều kiện. Là lo lắng bởi vì cái quy trình an toàn sinh học của các cái nông hộ nó hoàn toàn nó khác với cái quy trình của các cái trang trại của doanh nghiệp FDI. Cơ quan chuyên môn sẽ nhanh chóng lấy mẫu để xác định căn bệnh, và nếu nó là cái bệnh dịch tả heo châu Phi thì phải thực hiện các cái biện pháp khẩn cấp như là phanh vùng, tiêu hủy con bệnh. Dịch tả lợn châu Phi với nguy cơ lây nhiễm cao qua các trung gian, từ vận chuyển lợn bệnh, nguồn thịt nhập khẩu từ các nước đã có dịch bệnh, nhất là nhập khẩu tiểu ngạch, hoặc từ con người do virus bám trên quần áo, thực phẩm. Với những nguy cơ như vậy, rõ ràng không thể chỉ cần sự chủ động phòng chống dịch bệnh từ người chăn nuôi và các doanh nghiệp. Tính cấp bách đang buộc cả ngành nông nghiệp lẫn các cơ quan chức năng, các địa phương liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, y tế, xuất nhập cảnh, hải quan, quản lý thị trường phải vào cuộc. Phải kiểm soát tất cả mọi hoạt động của con người, trong đó có cả việc giám sát hoạt động xuất nhập cảnh của du khách đến hoặc đã đi qua nước có dịch. Nhập lậu này, nghi nhập lậu này, vận nhập không rõ nguồn gốc xuất xứ này, không qua kiểm dịch này, từ những cái nước mà có dịch tả lợn châu Phi và kể cả cái hình thức là cái quà biếu tặng lợn với sản phẩm thịt lợn qua biên giới thì đều được phải được tịch thu, tiêu hủy. Trong kịch bản ứng phó với dịch tả lợn châu Phi, việc hạn chế kiểm soát các hoạt động mua bán, vận chuyển thịt và sản phẩm từ thịt lợn tại biên giới đã được đặt ra, tiến tới cũng sẽ phải ngừng nhập khẩu thịt lợn ngoại để ổn định thị trường trong nước, hỗ trợ người chăn nuôi trong nước dồn toàn lực, cả sức người, kinh phí, phương tiện để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.